Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 30 tháng 9 năm 2020. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những dòng hàng kg và nhiều dòng hàng lan thuần đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại thì cái cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo sẽ được tính thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Và với cái cước phí rất là hợp lý như thế này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm khi đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái lô hoàng phi hạc hôm nay về nó quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hàng xanh tươi cắt tỉa sạch sẽ luôn ạ. Đã thắt ngọn rồi cô chú anh chị nhé, thắt ngọn chuẩn bị xuống lá chờ hoa xuân rồi, hoa rất là bền và bông hoa to đẹp cô chú anh chị này. Em bán hoàng phi hạc này với giá là 140.000 cho 1 kg hoàng phi hạc ạ. Rồi tiếp theo bên này là cái dòng lan đùi gà dẹt nhé cô chú anh chị nhé. Hàng hôm nay thì nói chung là toàn là dề thôi ạ. Toàn là những cái rề vừa vừa rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hàng hiện tại thì cũng đã bắt đầu xuống lá, thắt ngọn xuống lá để chờ hoa xuân hoa Tết rồi. Hàng này thì những nơi ấm áp là nó sẽ nở hoa Tết nhé cô chú anh chị. Ví dụ như những thân như thế này cô chú anh chị này, đã xuống hết lá rồi đấy ạ. Đó, hàng rất là đẹp ạ. Với giá em bán là 180.000 cho 1 kg đùi gà dẹt nhé. Và bên này là long tu đá này cô chú anh chị này. Long tu đá em bán với giá là 120.000 cho 1 kg long tu đá. Và bên này là Ngọc Thạch 3 màu bác ạ. Hàng cũng đã xuống hết lá rồi cô chú anh chị này. Thời điểm bây giờ cô chú anh chị có thể mua cho mình những cái giò, ghép cho mình những giò ngọc thạch để ngắm mùa hoa rực rỡ cho mùa thời tới là rất là hợp lý luôn rồi. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là hoàng thảo ý ngọc này. Đó, ý ngọc nhá. Hoa thì rất là sai và màu trắng họng tím rất là đẹp. Với giá em bán 180.000 cho 1 kg. Bên này đây là dáng hương đuôi sắc. Cô chú anh chị có thể ngắm cho em cái lô đuôi sắc, hàng rất là đẹp, lá xếp và chọn lựa rất là đẹp như thế này. Đó. Em bán với giá 120.000 cho 1 kg hoặc em cũng sẽ bán theo bó này. Một bó như thế này nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 7 đầu ngọn với giá là 50.000 cho một bó cô chú anh chị nhé. Và bên này là dòng lan nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng ạ. Hàng cũng đã thắt ngọn xuống lá rồi, rất là xanh tươi và đẹp. Nhất điểm hồng với giá em bán là 120.000 cho 1 kg. Và bên này là ý thảo 3 màu, hàng thì thân rất là giống với cả hoàng thảo kèn. Khi sổ hoa 3 màu rất là sắc nét ạ. Ý thảo 3 màu em bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Và đây là lô long tu xuân này cô chú anh chị này. Long tu xuân hàng hiện tại cũng đã xuống hết lá rồi cô chú anh chị nhé. Nên cô chú anh chị mua thời điểm bây giờ phải nói là nó rất là lợi cân luôn đấy ạ. Thân thì rất là to, khỏe đẹp như vậy. Long tu xuân em bán với giá là 190.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này giá này gần như ngang bằng với cả giá bỏ xỉ luôn. 190.000 cho 1 kg long tu xuân. Và tiếp theo bên này đây. Tiếp theo bên này đây thì em có cái dòng lan đó chính là cái hoàng thảo hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh ạ. Hoàng thảo u lồi hay là hoàng thảo ngũ tinh em bán với giá là 240.000 cho 1 kg. Dòng lan này thì hoa sẽ nở đúng vào thời điểm Tết ạ. Siêu đẹp và siêu bền. Rồi tiếp theo bên này là hoàng thảo môi tua. Môi tua em bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo môi tua cô chú anh chị nhé. Dòng hàng môi tua hay còn gọi có tên là hoàng long vĩ. Dòng lan này thì nó khi mà sổ hoa nó sẽ ra bông vàng với cái cánh tua rất là độc đáo. Bên này là hôm nay em về vừa về lô hoàng lạp ạ. Phải nói là siêu đẹp luôn, hàng rất là đẹp cô chú anh chị này. Hoàng lạp với giá chỉ 120.000 cho 1 kg thôi. Em thấy là nhiều shop có thể bán rẻ hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì hàng ở đây thì em đã chọn lựa và cắt tỉa cô chú anh chị nhé. Và bên này là sơn thủy tiên, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là giả hành thì rất là giống với cả hoàng lạp. Tuy nhiên thì hàng sơn thủy tiên thì em nói là sơn thủy tiên nhé. Sơn thủy tiên với giá 180.000 cho 1 kg. Đó, rất là giống với cả hoàng lạp luôn. Tiếp theo bên này là dáng hương đuôi chồn này. Dáng hương đuôi chồn, dòng lan hoa bền.
và rất là sai hoa, em bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy giúp em những cái bó xinh như thế này, nó có thể rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 đầu ngọn, em bán với giá là 35.000 cho một bó dáng hương đuôi chồn này. Và bên này là hoàng thảo nghệ tâm ạ, những bó hoàng thảo nghệ tâm dài đẹp và rất là xanh. Hoàng thảo nghệ tâm này em bán với giá là 50.000 cho một bó thôi cô chú anh chị nhé, 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm ạ. Rồi tiếp theo bên này là kiều vuông mỡ gà. Cái chỗ lô kiều vuông mỡ gà này thì hàng hiện tại là không còn đẹp nữa nên bán thanh lý luôn, với giá là 120.000 cho 1 kg nhé, bình thường là 200.000. Hàng này thì em sẽ để lại với giá là 120.000 thôi. Và bên này là hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 này thì cái dòng hàng này hoa rất là thơm ạ. Giống với cả hoàng nhạn tháng 8 kể từ thân lá đến cho đến mặt hoa và mùi hương. Tuy nhiên thì nó chỉ khác cái điểm đó là nở vào tháng 4 thôi. Và hoàng nhạn tháng 4 này em bán với giá là 460.000 cho 1 kg. Lô hàng về cây khá là lớn và xanh đẹp này. Và bên này là em có một cái lô hoàng thảo long nhãn. Lô hoàng thảo long nhãn này em bán với giá là 60.000 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm ạ. Rồi tiếp theo bên này là phi điệp vàng. Lô phi điệp vàng vừa về xanh mướt luôn ạ. Đây ạ, những cái bông hoa vàng với cái mắt đen rất là tuyệt luôn cô chú anh chị này, vàng đậm. Nói chung là mùa này thì cô chú anh chị về ghép chỉ làm hàng giống thôi bởi vì nó nở hoa rồi ạ. Em bán phi điệp vàng với giá là 120.000 cho 1 kg phi điệp vàng thôi nhá. Bên này là dòng đai châu ạ. Đai châu khai thác trực tiếp ở rừng này cô chú anh chị này. Đai châu khai thác trực tiếp ở rừng em xin phép được bán với giá hàng cây to, rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 12 cây em bán với giá là 500.000 cho 1 kg. Còn hàng giống tức là khoảng tầm 15 cho đến 20 cây trên 1 kg thì em sẽ bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Với giá là 560.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này là một cái lô kim điệp xuân lẫn với cả đùi gà sao ấy cô chú anh chị này. Lẫn với cả đùi gà rất là xanh đẹp luôn. Cái lô này em bán với giá là 100.000 này cô chú anh chị. Và bên này thì em có hai cái dề kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nhá. Cái dề này thì miễn bàn luôn ạ. Còn cái dề dưới này thì hơi ít thân lá một tí. Hai cái dề này như thế này em xin phép bán với giá là 250.000 cho hai dề này. Rồi tiếp theo bên này là dòng lan Trần Mộng Xuân, dòng hàng nở hoa đúng vào cái thời điểm Tết luôn ạ. Khi đây dòng Trần Mộng Xuân này thì nó là một trong những cái dòng địa lan đẹp nhất trong các dòng địa lan mà nó lại còn nở đúng vào cái thời điểm Tết ạ, nên là rất là quý mà được nhiều người chơi lan rất là thích. Cái dòng lan Trần Mộng Xuân này khi nói đến hoa Tết thì người ta không thể nào không nói đến dòng địa lan Trần Mộng Xuân. Với những cái chùm hoa dài, màu rất là đẹp, cong rất là đẹp mà lại cực bền cô chú anh chị nhé. Trần Mộng Xuân em bán với giá là 80.000 cho 1 kg. Thời điểm bây giờ là nó đang bắt đầu là nhú những cái nụ rồi. Đó, cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái giò Trần Mộng Xuân để mình chơi hoa Tết. Hàng này thì với em, theo cảm nhận của em thì mình không chỉ chơi hoa đẹp mà mình chơi thân lá cũng rất là tuyệt. Nó sẽ tạo với những cái khóm Trần Mộng Xuân xanh đẹp như vậy, nó sẽ tạo cho cái không gian của gia đình một cái không gian rất là xanh. Đó, và với số tiền 80.000 cho 1 kg thì cô chú anh chị chỉ cần bỏ cho mình khoảng tầm hơn 200.000 thôi, cô chú anh chị đã có cho mình một cái giò Trần Mộng Xuân rất là đẹp rồi. Và tiếp theo bên này đây, tiếp theo bên này đây thì em có cái dòng lan Dendro xiêng hoa cô chú anh chị nhé. Hôm nay em lại về một cái lô hàng mới. Dòng này thì nó sẽ cho hoa quanh năm. Cây này đang hoa thì thân kia nó sẽ bắt đầu là làm nụ mới. Nói chung là nó sẽ cho mình hoa quanh năm. Và với những cái bông hoa sách tím trắng rất là đẹp như thế nào này thì khi mà cô chú anh chị sở hữu nó sẽ tạo cho cô chú anh chị có thể treo trong vườn này hoặc là ban công, tạo cho một cái không gian rất là xinh đẹp ạ. Em bán một chậu Dendro Xuân như vậy nó sẽ rơi vào từ ít nhất là 5 thân trở lên cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ 65.000 cho một chậu Dendro Xuân thôi. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Và bên này là những cái giò Dendro Xuân. Nếu như cô chú anh chị mà không muốn lấy hàng kg để mình tự thuần thì cô chú anh chị có thể lấy giúp em những cái giò Dendro Xuân rất là xinh như thế này. À không phải Dendro Xuân mà là Long Tu Xuân rất là xinh như thế này. Nó sẽ rơi vào ít nhất là 8 đầu ngọn ngắn dài. Nói chung là cây thì không có dài lắm cô chú anh chị nhé. Nhưng mà thân thì rất là to, mập và khỏe khoắn. Em bán một giò như vậy chỉ với giá là 150.000 cho một giò thôi. Đó, 150.000 cho một giò Long Tu Xuân này. Và tiếp theo bên này là những cái dòng lan trầm. Hôm nay thì em sẽ có 3 loại trầm để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những mặt bông trầm đẹp nhé. Trước tiên là dòng trầm trắng với mặt bông trắng cánh bầu rất là đẹp, hay người ta còn gọi là nữ hoàng bạch tuyết, với cái sắc bông trắng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông của dòng trầm trắng này.
Đây là mặt bông của dòng trầm trắng đây cô chú anh chị nhá, cùng ngắm cho em ạ. Mặt hoa cực xinh như thế này. Và một cái giò trầm trắng này cô chú anh chị có thể thấy là từ thân lá của nó đã toát lên cái màu rất là xanh rồi. Và một giò trầm trắng như vậy nó sẽ có ít nhất là hai thân nhá cô chú anh chị nhá, ít nhất là hai thân. Em bán với giá là 200.000 cho một giò trầm trắng này đây ạ. Và ngoài ra thì em với dòng trầm này thì em còn có thêm cái dòng trầm chớp, trầm lai chớp cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông cũng rất là xuất sắc của dòng trầm lai chớp này. Đó, cô chú anh chị nhìn này. À, dòng trầm lai chớp này thì hàng cũng thân cũng rất là to, khỏe và đẹp. Hàng này thì nó sẽ chơi hoa xuân nhé cô chú anh chị nhé. Nói chung là đủ đảm bảo chơi hoa xuân này, chậu cũng từ hai thân trở lên. Em bán chỉ với giá là 130.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này là những cái cây trầm rất là nù mà mặt bông thì cũng không có điểm nào để có thể che được. Nói chung là mỗi cây một vẻ cô chú anh chị này. Đẹp. Là mặt trầm rất là đậm như thế này của nó. Đó, ngoài cái thân lá rất là đẹp thì mặt bông trầm quá là đậm đà như thế này. Và một chậu và một bảng trầm siêu nù này cũng sẽ rơi vào từ hai thân trở lên với mặt hoa cũng đẹp xuất sắc ạ. À, rồi tiếp theo, đây là một cái dòng lan cũng rất là độc đáo, đó chính là dòng lan căn diệp. Căn diệp cô chú anh chị nhé. Một dòng lan mà không có lá nhưng mà khi mà sổ đây nó sẽ ra rất là nhiều hoa vòi dài đẹp như thế này. Nói chung là một cái dòng lan rất là độc đáo, đáng sưu tầm. Và một cái giò lan căn diệp như thế này thì em xin phép cũng chỉ bán với giá là 130.000 cho một chậu thôi. À, rồi tiếp theo sang bên này sẽ là những cái giò kiều vàng. Kiều vàng hàng thân lùn nhá. Và màu sắc của nó thì cũng rất là khác lạ so với những cây kiều bình thường đây cô chú anh chị này. Cái sắc vàng đậm từ cánh đến họng như thế này cô chú anh chị nhá. Vàng đậm đà luôn. Mà một cái giò như thế này cô chú anh chị này, nó rất là nhiều thân luôn đấy ạ. Cực kỳ là nhiều thân xum xuê như thế này. Và những cái thân ngắn ngắn như thế này thôi nhưng mà cũng đủ để cho hoa nhá. Thân thì rất là giống với kiểu vuông nhưng khi cô chú anh chị nhìn thấy là hoàn toàn sổ với những cái bông hoa màu vàng rực rỡ như thế này cô chú anh chị này. Với giá em bán chỉ 130.000 cho một cái giò kiều vàng như thế này thôi. Kiều vàng như thế này thôi. Nếu như mà không thấy mặt hoa thì người ta sẽ nghĩ rằng đây là giò kiều vuông. Tại vì thân của nó rất là giống với cả kiều vuông. Đó, cực xum xuê luôn luôn nhá cô chú anh chị. À, bên này thì em còn có một cái dòng lan, à dòng hoa chính là hoa bạch trà. Bạch trà thì nếu như cô chú anh chị nào mà đã được, em nghĩ rằng không có lạ gì với cô chú anh chị. Bởi vì cái dòng này thì em thấy là cũng rất là nhiều người trồng. Bởi vì cái mùi hương rất là thơm và cái vẻ đẹp của nó. Dòng bạch trà này nó sẽ cho hoa mình quanh năm này. Thời điểm bây giờ là nó đang nụ hết cô chú anh chị nhé. Đang nụ hết như thế này. Và một chậu bạch trà như thế này nó đẹp từ thân lá. Khi mà cô chú anh chị trồng chăm lên rồi, cô chú anh chị có thể cắt tạo cái thế tròn xòe rất là đẹp. Và khi mà sổ hoa cực thơm luôn. Một cái chậu bạch trà như thế này em bán với giá là 70.000 cho một chậu nhá. Toàn mùi thuốc lá. Anh cai bớt thuốc lá đi không được. Cắt đi rồi chị. Chịu. Ờ cắt đi, cắt hết đi. Không cắt nữa. Bấm hết đi cũng được. Cái này được rồi. Đi vào nó giả đấy. Cắt hết cả cái cây đấy đi, em thấy cái giò đấy nó có làm sao đâu mà thối hết từ trên xuống dưới rồi á. Thôi đừng có nói nữa, anh cắt đi, theo học đồng vứt đi. Anh bỏ vào đây cho em. Cắt hết cả lá vàng kia đi cho em là được. Để em bán hàng. Không mà nói ra nhiều nữa. Đây là dòng thanh đạm Indo này cô chú anh chị này. À đâu, đây là dòng lan giả hạc Ono số 15. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cho em cái mặt hoa của nó rất là đẹp này. Khi mà em nói rằng là mặt hoa này đẹp, mặt hoa kia đẹp thì có thể có một số cô chú anh chị sẽ nói rằng là mặt hoa nào cũng đẹp nhưng thực sự là khi mà mình chơi những cái cây lan ấy thì mỗi một cây nó có một cái vẻ đẹp riêng rất là độc đáo và tùy theo cái sở thích của cô chú anh chị. Nói chung là khi cắm những cái bông hoa này thì có thể cảm nhận khác nhau. Đấy, đây là mặt hoa của giả hạc Ono nhé cô chú anh chị nhé. Với cái mắt đỏ và cánh tím hồng đậm rất là đẹp như thế này. Và một chậu giả hạc Ono số 15 như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là từ 3 thân ạ. Em xin phép bán với giá là 230.000 cho một chậu chứ. À, rồi tiếp theo sang bên này là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhá cô chú anh chị. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng đây cô chú anh chị cứ ngắm và cảm nhận giúp em. Với em thì cái mặt bông vừa trắng mà cái họng hồng như thế này thì đẹp xuất sắc luôn ạ. Nói chung là đẹp xuất sắc luôn, em thấy như vậy. Và một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này đó, theo em với cái cảm nhận của em, nó không kém cạnh gì những cái bông hoa gọi là đột biến đâu ạ. Và một chậu như thế này nó sẽ rơi từ hai thân và nó có chiều dài ít nhất là 50 cm cô chú anh chị nhé.
50 cent, cây dài nhất ít nhất là 50 cent. Em bán với giá là 280.000 cho một chậu. Hàng này có thể nở hoa Tết, tại vì năm ngoái em bán là thường bán hàng hoa Tết ạ. Đó, 280.000 cho một chậu. Và như năm ngoái em bán là một chậu chỉ một thân thôi, em đã bán 300.000 rồi. Và bên này là em có dòng lan trầm biên vàng. Đây là một dòng lan trầm biên vàng với cái mặt bông cũng rất là đậm như thế này này cô chú anh chị này. Đó, môi tuyết cánh bầu đậm như thế này cô chú anh chị nhá. Quá xinh luôn đúng không ạ? Và một cái chậu trầm biên vàng này hoàn toàn là hàng ươm ki, nên là sẽ chuẩn mặt hoa cũng như cái thân lá của nó sẽ biên, hay còn gọi là phát tài đẹp như thế này. 150.000 cho một chậu thôi ạ. 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị này. Rồi tiếp theo bên này là những cái chậu thanh đạm Indo. Những cái chậu thanh đạm Indo đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Đây là mặt hoa của dòng thanh đạm Indo. Em nghĩ rằng là nhiều cô chú anh chị không dạ gì cái mặt hoa của thanh đạm Indo này rồi. Hoa thì rất là bền và thơm ạ. Rủ đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Và cây này thì rất là khỏe khoắn và sinh trưởng cực mạnh luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu nhiều thân nhiều giả hành như thế này, em xin phép được bán với giá là 160.000 cho một chậu thanh đạm Indo. Và bên này là những cái chậu lan cát Lai A, dòng lan cát một đạ lá, mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Em còn có hai cái màu sắc như thế này để cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Màu trắng họng tím hồng rất là đẹp như thế này, và màu trên kia là cái màu tím lưỡi đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Đó, hai cái màu sắc rất là đẹp như thế này để cô chú anh chị có thể đây là những cái màu sắc mà rất là đẹp em chọn từ nhà vườn ạ. Và một cái chậu như thế này cô chú anh chị có thể thấy là xanh và rất là sum suê đây cô chú anh chị. Xanh và rất là sum suê, em bán với giá 140.000 cho một giò nhá, có hai màu sắc ạ. Và cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ bao cước phí vận chuyển khắp toàn quốc cho cô chú anh chị. Và tiếp theo bên này là những cái chậu cửu bảo tiên. Cửu bảo tiên lai ạ. Lai giáng hương ạ. Cửu bảo tiên lai giáng hương cô chú anh chị nhá. Những cái chậu cửu bảo tiên lai giáng hương này thì khi mà sổ hoa ấy, cái vòi hoa của nó rất là dài luôn cô chú anh chị có thể nhìn những cái nụ hoa cũ của nó thì cô chú anh chị biết rồi. Cửu bảo tiên lai giáng hương này với những cái chùm hoa rất là dài. Rất là dài luôn và cái mùi hương thơm bền, rất là thơm luôn và cực bền cô chú anh chị nhá. Và đây là cái mặt hoa của dòng cửu bảo tiên lai giáng hương này. Đây này cô chú anh chị này. Đó, với sắc tím hồng cũng rất là xinh như vậy. Em bán 130.000 cho một chậu cửu bảo tiên lai giáng hương. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái chậu đai châu. Đai châu Thái hàng chậu gỗ ạ. Hàng chậu nhựa rất là xinh luôn. Ít nhất là từ 3 cặp lá trở lên. Và nó có tất cả 5 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn này cô chú anh chị này. Hàng này thì cô chú anh chị có thể chơi hoa Tết hết rồi nhá. Và một chậu đai châu Thái để cô chú anh chị chơi hoa Tết như vậy, với giá em bán 130.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Rồi tiếp theo bên này là dòng lan mặt trời Bangkok. Mặt trời Bangkok cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái sắc rực rỡ của dòng này. Hoa thì cực bền luôn ạ, rất là bền luôn mà hoa phân nhánh nhá cô chú anh chị nhá. Tất cả đều phân nhánh và rất là thơm. Đó, hoa đỏ rực rỡ luôn cô chú anh chị này. Rồi và những cái chậu này thì nó cũng có rất là nhiều cặp lá luôn, vòi hoa thì vừa dài mà phân nhánh đẹp như vậy. Em bán một chậu mặt trời Bangkok như thế này. Giá của nó là 160.000 cho một chậu mặt trời Bangkok nhé. Và tiếp theo sang bên này sẽ là những cái chậu cáo trắng. Những cái chậu cáo trắng ở đâu nhỉ? Cáo trắng lai ạ. Cáo trắng lai, cái mặt hoa của nó đây này cô chú anh chị này. Nói chung là cái mặt hoa của nó thì nhà vườn cung cấp là rất là giống với cả cáo như thế này nhá. Đây là cáo trắng lai ạ. Và một cái chậu cáo trắng lai như thế này cô chú anh chị có thể nhìn thấy cũng rất là nhiều cặp lá và xếp rụt như thế này đây ạ. Và một chậu cáo trắng lai như vậy em bán với giá là 160.000 cho một chậu. Thì nói chung là chậu nào thì nó cũng na ná như nhau hết thôi cô chú anh chị nhá. 160.000 cho một chậu cáo trắng lai của cô chú anh chị sưu tầm. Đó, cái hàng này thì vừa rồi cái mùa hoa em thấy là một số nơi người ta bán khi đang nụ ạ. Thì người ta bán lên đến 500.000 cho một chậu luôn cô chú anh chị này. Và bên này thì em vẫn có những cái giò hoa lạ mà hàng em nhập ở bên Thái về, nhưng mà em không biết dịch tên của nó là cái gì. Với bông hoa to và cũng bền hoa giống như là hoa của Hoàng Phi Hạc như vậy nhá. Và một chậu thì nó cũng rất là sum xuê nhiều thân ạ. Đây ạ.
Một chậu thì cũng từ 5-6 thân trở lên đây cô chú anh chị này, thắt ngọn và xuống hết lá rồi. Đó, và một chậu lan với cái sắc tên em cũng không biết tên, tại vì là tiếng Thái dịch ra em không biết dịch nó là gì. Thì một cái bảng như thế này để cô chú anh chị chơi hoa xuân với giá chỉ 130.000 thôi. Bên này đây sẽ là những cái giò lan thuần này, và thêm những phần dáng hương đuôi cáo tươi roi rói hôm nay vừa về em giao lưu cùng cô chú anh chị. Trước tiên sẽ là một số hình phi điệp tím hàng bóc chuẩn rừng của vùng Cao Bằng. À đây, giò sơn thủy tiên trước đi cô chú anh chị này, giò sơn thủy tiên này. Xung xuê đẹp như thế này em bán với giá hàng thuần luôn rồi cô chú anh chị, về chỉ việc treo và chơi thôi nhá, chờ hoa xuân thôi. Giò này em bán với giá là 300.000 ạ. Và bên này là những cái hình phi điệp tím này của bóc chuẩn rừng vùng Cao Bằng cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cho mình những cái thân phi điệp tím phải nói là siêu nù và lá nhựa đẹp đấy ạ. Em có hình số 1 đây. Hình số 1 này với giá là 200-300.000 cho thân này cô chú anh chị nhá. Thân cực nù luôn đây cô chú anh chị này. Hình số 2 cũng vậy, thân rất là nù luôn. Hình số 2 với giá là 280.000. Hình số 3 với giá 180. Hình số 4 cũng với giá 180 ạ. Và hình số 5 cô chú anh chị có thể nhìn thấy thân rất là mập luôn. 180. Và hình số 6 một thân rất là đẹp như thế này với giá là 350.000. Ở tiếp theo sang bên này sẽ là những cái giò giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp cực xinh luôn. Và hoa của giả hạc Pháp thì nó rất là sai hoa và dễ thuần dễ chăm lắm luôn, dễ thuần dễ chăm và dễ ươm ki, rất là dễ ươm ki luôn cô chú ý chị nhé. Mà hoa vừa đẹp và rất là thơm ạ. Em có giò giả hạc Pháp số 7 với giá 200.000 đây cô chú ý chị này. Mỗi một giò như vậy thì rơi vào khoảng tầm 5 từ 6-7 đầu ngọn trở lên đấy ạ. Nói chung là ngắn dài đều có, nhưng những chậu như thế này khi mà sổ hoa đủ cho cô chú ý chị có một giò hoa Tết rất là xinh rồi. Giò số 7 200.000, giò số 8 này cũng 200.000 này, và giò số 9 đây cô chú chị này, 200.000. Giò số 10 này, hàng ươm ki thân rất là mập khỏe luôn. Đó, thân tím ngắt luôn coi như này cô chú chị này. Giò số 10 200.000 ạ, giò số 11, nói chung là giò nào cũng như giò nào hết cô chú chị nhìn thân này. Tím rất là đẹp. Hình số 11 200.000 và hình số 12 em cũng bán chỉ 180.000 thôi. Và hình số 13 200.000. Hình số 14 dài và rất là đẹp luôn, 220.000. Hình số 15 này. Hình số 15 200.000. Và hình số 16 đây ạ. Hình số 16 đây cô chú anh chị nhé. Hình số 16 em bán 220.000. Và hình số 17 với giá là 180.000 thôi. Và hình số 10, hình số 18 thôi nhỉ. Hình số 18 ở đây ạ. Là một phần Vanda nhé. Rất là nhiều cây. Một bó Vanda xung xuê như thế này với giá chỉ 50.000 thôi. Hình số 19 60.000 cho cái chỗ Vanda này. Hình số 20 cũng là một cái rề, một cái phần Vanda. Đây ạ. Đủ cô chú anh chị là một giò to đẹp luôn. 60.000 ạ. Hoa của nó Vanda thì rất là thơm ạ. Và hình tiếp theo, hình 21 với giá cũng 60.000 là một giò Vanda 21 ạ. Hình tiếp theo là hình số 22. Một phần dáng hương đuôi cáo, lâu lắm rồi thì em mới có dáng hương đuôi cáo về đấy ạ. Hình dáng hương đuôi cáo này thì cây khá là lớn và cắt tỉa chọn lựa rất là kỹ luôn rồi. Dập lá thì cực ít luôn. Cái hình này em bán với giá là 170.000. Hình 23 160.000 cho hình 23. À 180.000 có 16 cây. 16 cây trưởng thành chuẩn bị cho hoa xuân này hết cô chú anh chị nhé, 180.000. Và hình tiếp theo thì hình số 24. Hình số 24 này những cây đẹp ạ. Những cây cũng rất là đẹp. Có những cây xếp rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và cái hình cáo này này, 11 cây em bán với giá 180.000. Và hình số 25, hình số 25 em bán cũng 180.000. Hình này có đến 18 cây luôn. Tính vào chỉ mỗi cây có 10.000 ạ. Hình số 26, 17 cây có 160.000. 160.000 cô chú anh chị nhìn thấy là một số cây lá vàng này là nó dại nắng cô chú anh chị nhé. Tức là nó ở ngoài nắng nhiều ấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 27. Hình số 27 này có tất cả là 14 cây 170.000. Hình 28. Một cặp di linh xuân. Cặp di linh xuân cái chậu này thì nó có đến 2 cây và vài ki nữa này. Và một cái chậu này thì có một cái cây này thì nó mất lá ngọn, nhưng cô chú anh chị cứ yên tâm về đợi mầm mới xuân này cô chú anh chị nhé. Bình thường em bán 90.000 cho một chậu thì hai chậu này hôm nay em chỉ bán 100.000 thôi. Hình tiếp theo là hình số 29, cũng là hai chậu đây cô chú anh chị này. Hai chậu này thì cái cây này thì bị hỏng ngọn nhé. Còn một cây này thì vẫn khỏe khoắn bình thường. Làm giống tốt ạ. Chậu này thì cũng còn nguyên này. Em bán hai chậu này với giá 29
29 là 80.000. Rồi bên này là ba giò trầm trắng, hay còn gọi là trầm bạch tuyết ạ. Trầm trắng, trầm bạch tuyết nhá cô chú anh chị nhá. Cái này thì nó cũng có đây, như chậu này có hai thân, một thân mất ngọn, một thân còn ngọn. Cái chậu này thì cũng có thân mất ngọn, chỉ còn có một thân này một ngọn thôi. Và chậu bên này nữa, chậu bên này thì có ba ngọn. Ba ngọn như thế này. Nhưng mà cũng có những cái ngọn mất ngọn. Thì nói chung là hàng này mình chơi hàng giống thôi, bình thường thì nó vẫn sẽ lân mầm bình thường cô chú anh chị nhá. Bình thường em bán là bao nhiêu nhỉ? 180 thì hôm nay ba giò này em thanh lý luôn, chỉ 150.000 thôi cô chú anh chị có thể lấy về làm giống ạ. Bên này em có hai lô hoàng hai lô bạch nhạn chứ. Hai lô bạch nhạn. Mỗi một lô bạch nhạn như thế này em bán 60.000 cho một lô cô chú anh chị này. Đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp, 60.000 cho một lô bạch nhạn. Ngoài ra thì em có rất là nhiều thêm nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho Hoa Lan. Chế phẩm và vật tư dành cho Hoa Lan bên em có này, thùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhá. Rồi keo liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. B1 Thái với giá là B1 Thái này với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Super Thai đây là cái dòng dòng nhập nguyên nhá cô chú anh chị nhá. Với giá là 180.000 cho một lọ Super Thai này. Và bên này là cái ba loại phân bón NPK dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho ba giai đoạn phát triển của cây cũng đồng giá 30.000 cho một lọ. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu, em bán với giá là 20.000 cho một gói 100g. Và một cái hộp phân bón Chicho Đề Ma này kháng phân bón vi sinh kháng nấm với khối lượng 1kg với giá là 130.000 thôi. Và bên này đây, bên này thì em có thêm Atonic là 10.000 cho một gói nhá. Rồi là thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng này, với giá em bán là 20.000 cho một gói. Duy đỏ 60.000 cho một ống. Và duy xanh là 50.000 cho một ống ạ. Cái Kinkin Boom đặc trị thối nhũn mà nhà vườn rất là hay sử dụng. Đặc trị thối nhũn rất là hiệu quả luôn, với giá là 25.000 cho một gói như thế này. Bả sen. Bả sen một gói rất là to nhé các chị nhé. Bả sen là em bán 20.000 cho một gói này. Rồi là miếng bẫy ruồi vàng. Miếng bẫy ruồi vàng em bán là 10.000 cho một miếng. Em còn có thêm cái hộp Rồi tiếp theo bên này là phân bón dạng túi lọc mà nó có thể phù hợp cho tất cả mọi giai đoạn phát triển của cây. Và nó đặc biệt là nó kích thích ra rễ và ra nhiều rễ con cực mạnh như thế này. Trong một cái hộp như thế này thì nó sẽ có tất cả là 20 gói phân bón túi lọc của chú anh chị nhá. Em bán với giá là 35.000 cho một cái hộp như thế này. Ngoài ra thì em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1kg, rêu rừng 50.000 cho 1kg ạ. Và có dớn đĩa 20.000 cho một cái, chậu nhựa và móc treo nữa. Có thêm chậu nhựa và móc treo. Và em vẫn có, đặc biệt vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Cô chú anh chị có thể sử dụng để giảm đau. Rất là hiệu quả và ngoài ra nó có tác dụng là diệt khuẩn và làm sạch không khí rất là tuyệt vời. Ngoài ra nó còn tạo cái mùi hương rất là nhẹ nhàng chứ không gây nóng rát hoặc khó chịu như những cái loại tinh dầu khác đâu ạ. Đây là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên nên rất là lành.